Xin chào mọi người, mình là biên tập viên Hoài Anh. Tôi là Hoàng Dương. Tôi là Huyền Trang. Tôi là Tiến Anh. Tôi là Thu Hà. Tôi, chiến sĩ Đức Bảo. Rất vui khi được tham gia vào thử thách của chương trình Đua Tiếng Việt. Và bây giờ thử thách của Hoài Anh là đọc nếu hiểu ích. Ôi trời ơi, một trong những thử thách mà chưa bao giờ Trang cảm thấy tự tin cả. Những câu nói thường xuyên tôi sẽ phải luyện tập trước khi vào trường quay dẫn bản tin. Bây giờ thử xem là tốc độ đọc có nhanh hơn thì sẽ khác gì không nhá. Con lươn nó luồn qua lườn tôi, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Ông bụt ơi, chùa bùi cầm bùa đi đuổi chùa. Con lươn nó luồn qua lườn tôi, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Làng Lê lên núi lấy nước nấu lòng, lão nông nức nở lấy nong nia về. Hôm qua qua nói qua mà không qua, hôm nay qua nói không qua mà lại qua. Luộc hồi bị lộn. Luộc hơi khó quá. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Làng lệ. Làng. Nàng Lê lên núi lấy nước nấu lòng, lão nông nức nở lấy. Sắp hết thử thách chưa? Sắp hết thử thách chưa? Lão nông nức nở lấy nong nia về. Buổi trưa, ăn buổi trưa. Ăn buổi trưa. Buổi trưa, ăn buổi. Buổi trưa, ăn bưởi chua. Buổi tối, ăn bưởi tối. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán lên. Chú ý nước lũ. Đến câu thứ 6 là mình cảm thấy là lưu hết cả lưỡi rồi. Những câu nói thường xuyên tôi sẽ phải luyện tập trước khi vào trường quay. Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại, nói lầm lẫn lần nữa thì nói lại, nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Trèo lên núi hái lá non về làm nón, lúc nào lên núi lấy nứa về làm láng nên chú ý nước lũ. Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại, nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại, nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Ô buổi trưa buổi tối buổi chuột, buổi trưa ăn bưởi chua, buổi tối ăn bưởi thối. Luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau rồi luộc. Nàng Lê lên núi lấy nước lộn. Nàng Lê lên núi lấy nước lộn. Nàng Lê lên núi lấy nước lộn. Nàng Lê lên núi lấy nước nấu lòng. Đọc nhanh thì chắc chắn là sẽ dễ líu lưỡi. Vì vậy mà chúng tôi thường hay truyền tai nhau rằng là nếu mà muốn đọc không bị vấp thì sẽ phải giảm tốc độ lại. Trời ơi, thử thách quá là khó. Thế này thì tôi chắc chắn rằng là ai phải là ở một cái trình rất đỉnh cao và phải nói là có khả năng tiếng Việt vi diệu thì sẽ trở thành vua tiếng Việt. Chúc các bạn tham gia thử thách cùng vua tiếng Việt sẽ thành công hơn Huyền Trang nhé.